mình muốn có cái gì thì hãy giúp cho người khác đạt được cái điều mà mình muốn. Xin chào tất cả các anh chị, chào mừng tất cả các anh chị đến với kênh YouTube của Trần Tấn Tài. Đây là kênh chia sẻ về những kiến thức khởi nghiệp, bán hàng và marketing. Và những kiến thức trên kênh mang tính chất cá nhân và những cái trải nghiệm của Tài, nó không đúng hoặc sai. Nếu các anh chị cảm thấy những cái nội dung trên kênh phù hợp thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ đến nhiều người. Và các anh chị có thể để lại những cái bình luận, những cái ý kiến, những cái góc nhìn của các anh chị với những cái comment bên dưới, để chúng ta có thể có được những cái góc nhìn nó tổng quan hơn, nhiều khía cạnh hơn, nhiều màu sắc hơn, để chúng ta cùng nhau học hỏi và giao lưu lẫn nhau. Cảm ơn tất cả các anh chị. Chào mừng tất cả các anh chị có mặt trong cái livestream ngày hôm nay. Thì hôm nay Tài sẽ cùng trao đổi với các anh chị một cái chủ đề, đó là chúng ta cần áp dụng luật nhân quả vào trong công việc kinh doanh của mình. Đây là một cái chủ đề mà nghe có vẻ là sao, giống như là gọi là mê tín dị đoan, đúng không các anh chị? Tuy nhiên thì luật nhân quả đã được viết thành những cuốn sách, và nó có những cái nội dung mang tính chất là sao, khoa học chứng minh hẳn hoi, không phải giống như kiểu là mê tín. Và đây là một cái nội dung mà trước đây trong quá trình Tài bán hàng, hoặc trong quá trình mình mới khởi nghiệp kinh doanh, thì mình không có chú trọng về cái điều này các anh chị. Mình nghĩ bán hàng thì liên quan tới luật nhân quả, đúng không? Nghe nó có vẻ nó cao siêu và nó rất là mơ hồ. Mình nghĩ bán hàng thì cần phải có một cái sản phẩm, rồi cần phải có những kỹ năng thuyết trình, rồi kỹ năng chia sẻ thông tin và kỹ năng tư vấn với khách hàng, rồi kỹ năng quản lý đội nhóm và nhiều kỹ năng khác, chứ nó không có quan trọng bởi cái luật nhân quả này. Vậy nên thì Tài đã gặp rất là nhiều những cái khó khăn trong cái công việc bán hàng cũng như là quá trình phát triển công việc kinh doanh của mình. Và hôm nay thì Tài muốn chia sẻ lại cái câu chuyện của mình để các anh chị có được cái góc nhìn. Hy vọng là với cái trải nghiệm của Tài thì các anh chị sẽ có thêm một cái góc nhìn nó thú vị hơn, để các anh chị có thể đúc kết ra cho mình một cái bài học gì đó, đúng không ạ? Thì các anh chị biết thì đối với một cái người bán hàng mới, hoặc là những cái người khởi nghiệp mới giống như trước đây mà Tài mới bắt đầu công việc của mình, thì mình luôn nghĩ là mình cần phải nói tốt về cái sản phẩm của mình khi mình đi bán hàng, đúng không các chị? Mình phải nói tốt về sản phẩm của mình, hoặc là thậm chí là mình sẽ nói quá về cái sản phẩm của mình, mình chia sẻ, thậm chí là sao nói không thật về cái sản phẩm của mình, đúng không? Chỉ có tốt được có 2 thôi, nhưng mà mình nói lên đến 10, đúng không các anh chị? Đấy là cái lỗi trước đây của Tài, các anh chị. Và chính vì những cái điều này thì sao các anh chị, nó dẫn đến Tài một cái hậu quả là sao? Khi mà Tài nói như vậy thì đương nhiên là cái kết quả ban đầu nó cũng rất là tuyệt vời các anh chị, đó là khách hàng thấy mình nói hay quá và những cái công dụng nó thuyết phục quá, nên cho nên là đôi lúc là khách hàng họ sẽ mua để dùng các anh chị. Tuy nhiên là khi mà họ dùng thì nó không đạt cái kỳ vọng giống như họ mong muốn, họ không đạt cái kỳ vọng giống như khách hàng mình mong muốn, vậy nên là họ sẽ không tiếp tục sử dụng cái sản phẩm Tài nữa các anh chị. Đó là cái lỗi. Và cái lỗi thứ hai nữa tệ hơn, đó là ngoài cái việc họ không quay lại sử dụng cái sản phẩm của mình, và họ không giới thiệu cho mình những cái khách hàng mới thông qua những cái mối quan hệ của họ, ví dụ như là bạn bè, đồng nghiệp đó, hay là những người thân quen của họ, họ không bao giờ giới thiệu những cái khách hàng đó cho chúng ta, bởi vì sao, họ không có hài lòng về cái sản phẩm dịch vụ đó các anh chị. Đấy. Và một cái lỗi tiếp theo mà Tài gặp phải nữa, đó là khi mà Tài bán hàng cho những cái đại lý của mình, cho những cái cửa hàng của mình, bởi vì Tài là một cái đơn vị phân phối thì Tài luôn sao đưa ra những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn, hoặc là nói vừa tốt về cái sản phẩm để sao thu hút khách hàng họ nhập thật nhiều những cái sản phẩm đó về họ kinh doanh. Và sau đó là sao, Tài để cho họ tự biên tự diễn với những cái sản phẩm đó, Tài không giúp cho họ có thể làm sao đó để bán được hàng. Và
Khi mà ví dụ như, bởi vì các anh chị biết là có rất nhiều những sản phẩm thì đôi lúc là cái khu vực A phù hợp bán rất là chạy, nhưng ở cái khu vực B thì nó chưa phù hợp và bán không có được chạy lắm. Nhưng mà mình tư vấn vì người ta sao tin tưởng mình và người ta nhập rất là nhiều những cái sản phẩm bán, và sau đó thì mình để kệ cho khách hàng tự giải quyết cái điều đó. Mình không hỗ trợ để giúp cho những cái đại lý của mình, cho những cái cửa hàng của mình, cho những cái đối tác của mình để họ bán được hàng. Chính vậy thì sau khi họ nhập hàng xong rồi họ không bán được, họ không bán được hàng, cho nên là sao ạ, cái kết quả, cái hệ lụy mà dẫn tới là sao các anh chị, đó là họ sẽ không nhập hàng của Tài lần tiếp theo, đúng không ạ? Họ không lấy hàng lần thứ hai, thứ ba và những cái lần tiếp theo hơn nữa đấy. Và chính vì những cái điều như vậy, thậm chí là có ai đó hỏi để có thể phân phối những sản phẩm này thì họ cũng có một lời khuyên là sao, đừng có nhập hàng từ cái đối tác bạn Tài đó, bởi vì cái đối tác đó sao không có những cái hỗ trợ tốt để giúp cho những cái cửa hàng như họ bán được hàng, mà những cái nơi khác khi họ nhập hàng thì họ có được cái sự hỗ trợ và giúp đỡ được tốt hơn. Chính vì cái điều đó các anh chị, Tài đã gặp rất là nhiều cái khó khăn trong cái quá trình bán hàng của mình. Giai đoạn đầu thì có lẽ là Tài thấy là sau này Tài thấy là có rất là nhiều những anh chị giống như Tài, là mình dùng những cái thủ thuật, mình dùng những cái kỹ thuật chốt sale, đúng không ạ, rồi mình dùng những cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn, thì thời gian đầu có thể là mình bán rất là tốt các anh chị, mình kinh doanh rất là thuận lợi, mình bán rất là tốt. Tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn thôi, vài tháng, thậm chí là một vài năm thôi, thì sao cái công việc kinh doanh mình bắt đầu sao nó giảm dần, doanh số đầu giảm dần, khách hàng bắt đầu giảm dần và cái kinh doanh mình ngày càng khó khăn hơn. Và đó là cái giai đoạn đầu Tài gặp những cái khó khăn như vậy các anh chị. Chính vì điều đó thì Tài đã đi tìm những cái giải pháp, Tài đi tìm đến những cái người thầy, những cái anh chị đã kinh doanh trước mình thành công nhiều năm rồi. Tài quan sát, Tài học hỏi và Tài hỏi họ tại sao là họ có thể thành công được như vậy. Thì họ mới chia sẻ cho Tài một cái châm ngôn, đó là sao cần phải áp dụng luật nhân quả vào trong công việc kinh doanh của mình. Đó là các cái người thầy, những cái bậc tiền bối này đã chia sẻ cho Tài một cái châm ngôn như thế này, đó là nếu mà Tài muốn được cái điều gì á thì hãy giúp cho những cái đối tác, những người xung quanh mình đạt được cái điều đó, thì cái tỷ lệ mình đạt được cái điều mình muốn á, nó sẽ cao hơn và nó bền vững hơn rất là nhiều các anh chị. Nó bền vững hơn rất là nhiều, nghĩa là nếu mình muốn kiếm được tiền thì mình cần phải giúp cho cái khách hàng của mình á cũng kiếm được tiền, hoặc là cho những cái cộng tác viên, những cái đại lý của mình, những cái nhà phân phối của mình cũng kiếm được tiền thì mình sẽ kiếm được tiền. Và mình muốn bán được nhiều hàng thì mình cũng phải giúp được cho những cái đại lý của mình bán được nhiều hàng thì mình sẽ bán được nhiều hàng, đúng không ạ? Mình muốn được vui vẻ hạnh phúc thì mình giúp những người xung quanh mình được vui vẻ hạnh phúc thì mình sẽ nhận lại được sự vui vẻ và hạnh phúc. Mình muốn có sức khỏe tốt thì mình giúp những người xung quanh của mình có được một sức khỏe tốt thì mình sẽ có những sức khỏe tốt, vân vân. Đó là một cái quy luật mà những người thành công họ đã chia sẻ cho Tài, và Tài bắt đầu là sao, lúc đầu cũng không tin tưởng về điều đó các anh chị, nhưng mà mình dần thay đổi, học hỏi và áp dụng nó vào dần vào trong cái cuộc sống thường nhật của mình, cũng như là công việc bán hàng, công việc kinh doanh của mình, còn thấy là thật là tuyệt vời, nó có những cái sự chuyển biến rất là tích cực các anh chị. Ví dụ như trong cái công việc, ví dụ như là mình muốn là mình muốn kiếm được tiền thì mình sẽ giúp cho khách hàng mình kiếm được tiền, nghĩa là sao, nghĩa là khi mà mình bán một cái sản phẩm nào đó cho khách hàng của mình thì mình cần phải tư vấn, mình phải chia sẻ làm sao cho cái khách hàng của mình dùng đúng cách, đúng không anh chị, họ dùng đúng cách nhất để chi, để tiết kiệm được được cái sản phẩm, đồng nghĩa là khách hàng của mình họ sẽ tiết kiệm được tiền. Ta lấy ví dụ như có một cái sản phẩm là trắng da đi, một cái sản phẩm mỹ phẩm là trắng da. Cái cách dùng đúng của sản phẩm này chỉ cần một ngày bôi 2 lần thôi, bôi vào sáng rửa mặt xong mình bôi và sau đó mình đi làm, và một lần thứ hai nữa đó là trước khi đi ngủ, đúng không ạ? Là như vậy nó hiệu quả. Nhưng mà nếu một người tư vấn tốt thì khi mà khách hàng hỏi thì họ nói là nhưng mà tôi muốn nó đẹp hơn,
thì tôi có thể bôi 3 lần 4 lần được hay không? Vậy thì một cái người bán hàng họ không có trách nhiệm và họ sao không muốn giúp cho cái khách hàng mình kiếm được tiền, đồng nghĩa là tiết kiệm được tiền, thì họ nói thôi càng nhiều càng tốt, đúng không các anh chị? Bôi càng nhiều càng tốt, đúng không? Bôi 4-5 lần cũng được, thậm chí là 7-8 lần cũng được. Thì chính vì cái điều đó như vậy thì khách hàng sao họ sẽ bôi rất là nhiều lần. Và các anh chị biết là bất cứ một cái sản phẩm gì đi chăng nữa, dù nó tốt cỡ nào chăng nữa, nhưng mà chúng ta dùng nhiều quá thì nó cũng sẽ không có tốt, đúng không ạ? Rồi, và cái thứ hai nữa, chính vì dùng nhiều như vậy thì sẽ rất là hao sản phẩm. Và ví dụ như một hũ như vậy 1 triệu đi, thì dùng, nếu mà dùng đúng á, là dùng 1 tháng hết. Nhưng mà dùng sao quá thì mình chỉ cần dùng có 1 tuần thôi đã hết rồi. Vậy thì một ngày nào đó có một cái sản phẩm nó cũng công dụng tốt tương tự như vậy, và người ta cũng bỏ chi phí ra với 1 triệu như vậy, nhưng mà người ta dùng được 1 tháng. Còn với sản phẩm của mình thì bỏ ra 1 triệu, dùng có 1 tuần thôi. Thì rõ ràng là cái sản phẩm của chúng ta nó không tiết kiệm bằng cái sản phẩm của đối thủ, đúng không các anh chị? Đấy, vậy nên một ngày nào đó khách hàng họ phát hiện ra điều đó thì sao họ sẽ rời xa chúng ta. Hoặc là có một cái bạn bè hay là những cái người nào đó mà quen với khách hàng chúng ta nói là ồ, mình có một cái sản phẩm khác cũng chi phí với 1 triệu thôi, nhưng mà mình dùng đến tận 1 tháng và nó đạt được kết quả tuyệt vời giống như sản phẩm mà bạn đang dùng. Thay vì bạn bỏ ra 1 triệu bạn dùng được có 1 tuần thôi. Đó. Thì rõ ràng là có thể trước mắt thì chúng ta có thể bán được hàng rất là tuyệt vời, nhưng mà sao về sau nó có những cái tác động vào, thì khi mà chúng ta làm cho khách hàng họ không có được những cái lợi ích tuyệt vời nhất, tốt nhất, tiết kiệm cao nhất, thì có những cái sản phẩm khác nó cái khả năng nó tiết kiệm cao hơn cái sản phẩm chúng ta, thì đương nhiên rồi khách hàng họ sẽ rời xa chúng ta. Đương nhiên là nó còn có những cái yếu tố khác ảnh hưởng tới, nhưng mà tài đang phân tích ở một cái góc cạnh là sao về cái luật nhân quả trong cái quá trình mình bán hàng, trong quá trình mình chăm sóc khách hàng, trong quá trình là mình phát triển công việc kinh doanh của mình, đúng không ạ? Rồi, và cái thứ hai nữa là mình mong muốn kiếm được tiền, thì đồng nghĩa là sao, mình muốn kiếm được tiền thì mình phải sao các anh chị, mình phải có rất là nhiều những cái đối tác cùng hợp tác với chúng ta được, bởi vì không thể một cái nén mà có thể làm nên mùa xuân, đúng không? Chúng ta bán 5 lọ, 10 lọ một sản phẩm nào đó thì chúng ta dựa một mình chúng ta thì chúng ta có thể bán được, nhưng chúng ta bán hàng trăm sản phẩm, hàng ngàn sản phẩm, hàng triệu sản phẩm thì chúng ta cần phải dựa vào một cái đội nhóm, dựa vào những cái đối tác để có thể là cùng phát triển cùng với chúng ta. Vậy nên là các anh chị cần phải có những cái cửa hàng, những cái đại lý, những cái cộng tác viên cùng phát triển được. Và thì để chúng ta bán được nhiều hàng hơn thì buộc lòng chúng ta cần phải giúp cho những cái đại lý của chúng ta, giúp cho những cái cửa hàng của chúng ta, những cái nhà phân phối đang hợp tác với chúng ta, họ cũng phải bán được hàng và họ cũng phải có lợi nhuận, đúng không các anh chị? Đấy, thì chúng ta cần phải giúp cho họ làm sao đó họ bán được hàng, thì chúng ta mới bán tiếp cho họ được lần thứ hai, thứ ba, đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải giúp cho họ bán được hàng trước, thì mặc nhiên thì chúng ta sẽ bán được hàng, đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, chúng ta cũng cần phải giúp cho họ là sao ạ, bán được hàng, nhưng mà phải có được cái tỷ lệ lợi nhuận giống như họ mong muốn, thì chúng ta mới có được cái tỷ lệ lợi nhuận giống như chúng ta mong muốn. Chứ chúng ta không giúp được điều đó thì đó lúc là những cái cửa hàng chúng ta sẽ bán theo tình trạng là gì, các anh chị sẽ thấy rất là nhiều cái trường hợp, chẳng hạn như là bán phá giá. Đấy, họ bán phá giá, họ cạnh tranh với nhau, đúng không? Các đại lý cạnh tranh với nhau rồi họ bán phá giá và họ giảm cái tỷ lệ lợi nhuận, thậm chí họ bán lỗ vốn. Và khi họ bán lỗ vốn thì đương nhiên là sao, chúng ta cũng không thể nào bán cho họ được ở với cái giá cao được. Và theo cái quy luật đó, và chúng ta sẽ bán giá thấp và dần dần cái tỷ lệ lợi nhuận của chúng ta nó cũng vô cùng mỏng và vô cùng thấp, đúng không anh chị? Đó. Và đó chính là những cái quy luật ở trong cuộc sống tự nhiên này mà chúng ta có thể áp dụng vào trong công việc kinh doanh của mình cũng vô cùng hiệu quả. Và chính vì từ lúc mà Tài hiểu được cái chân lý này, các anh chị từ hiểu được cái quy luật này, Tài không tập trung vào chính bản thân mình nữa mà tập trung hết sức nguồn lực của mình vào những cái đối tác xung quanh mình, những cái khách hàng xung quanh mình. Tài luôn luôn tìm mọi cách, luôn nấu nấu, luôn suy nghĩ, luôn tìm đủ mọi cách để làm sao giúp cho khách hàng mình sử dụng cái sản phẩm của mình đạt được những cái kết quả mà cao mong muốn.
mà giống như mình mong muốn vậy, đúng không? Mong muốn là khách hàng sử dụng sản phẩm đạt được kết quả là cao nhất, tiết kiệm nhất, đúng không ạ? Nhanh nhất, hiệu quả nhất, tối ưu nhất, thầy luôn hỗ trợ để làm cái điều đó. Đương nhiên rồi, nó vẫn chưa hoàn hảo, các anh chị vẫn còn đang phải nỗ lực tiến lên mỗi ngày, đang nỗ lực mỗi ngày, cần phải học hỏi, trao dồi mà liên tục để có thể là ngày mỗi ngày 1% mà tốt hơn. Và những cái đại lý đang hợp tác với Tài cũng vậy, Tài luôn cố gắng học hỏi để có thể giúp đỡ cho họ được những cái kiến thức, những cái quy trình, và chọn lựa những cái sản phẩm để giúp làm sao cho những cái cửa hàng của mình họ có được cái tỷ lệ lợi nhuận tốt nhất và cái hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Và những cái anh em cùng làm việc với Tài, Tài cũng mong muốn là sao họ có được cái nguồn thu nhập cao nhất, đó là với cái mức lương cao nhất. Và thật sự là Hạnh rất là hạnh phúc, Tài luôn luôn tạo những cái môi trường để những cái người cộng sự của mình làm việc với mình có được cái mức thu nhập cao nhất các anh chị. Và cái đó là cái rất là hạnh phúc mà Tài đang làm được. Và Tài hy vọng là với những cái góc nhìn của Tài, góc nhìn và cái trải nghiệm của Tài sẽ cho các anh chị một cái góc nhìn mới khi mà các anh chị tham gia vào cái công việc bán hàng, hay các anh chị chuẩn bị khởi nghiệp một cái lĩnh vực hay ngành nghề nào, thì các anh chị cần phải lưu tâm đến cái vấn đề này. Đó là sao ạ? Mình đừng có nghĩ cho mình quá nhiều, mà hãy nghĩ cho những cái người xung quanh mình, bao gồm là khách hàng của mình, bao gồm những cái đối tác của mình, bao gồm những cái cộng sự cùng hợp tác hỗ trợ mình, và những cái nhà sản xuất mà họ cung cấp những cái sản phẩm cho mình nữa, đúng không các anh chị? Chúng ta cần phải cố gắng làm sao để giúp đỡ họ đạt được cái điều mà giống như chúng ta mong muốn. Ví dụ như chúng ta muốn là sao có thu nhập cao, thì chúng ta hãy giúp cho những người xung quanh chúng ta có được những cái nguồn thu nhập cao. Muốn hạnh phúc thì hãy giúp cho mọi người có hạnh phúc, đúng không ạ? Giúp cho mọi người đạt được kết quả đó trước chúng ta, thì đương nhiên rồi cái điều đó nó sẽ quay lại, giống như kiểu là sao mọi người hay nói với nhau là cho đi trước nhận lại sau. Và tôi hy vọng với cái chia sẻ này để các anh chị mới bước chân vào công việc bán hàng, mới bước chân vào khởi nghiệp kinh doanh, thì mình nên lưu tâm về cái vấn đề này và định hình công việc kinh doanh mình để có thể là sao. Có lẽ là nếu mà các anh chị áp dụng vào cái điều này thì cái công việc các anh chị nó sẽ hơi chậm hơn những người khác. Họ sẽ dùng những cái thủ thuật, họ dùng những cái kỹ thuật để họ làm, chắc chắn là như vậy, có thể là như vậy các anh chị. Nhưng mà sao các anh chị đi chậm thôi, bởi vì ta có một câu là sao, muốn nhanh thì phải từ từ. Các anh chị muốn nhanh thì phải từ từ, nên sao mình cần phải làm có một cái nền tảng, mình cần phải bán hàng bằng cả trái tim của mình, bằng sự giúp đỡ khách hàng, bằng sự chân thành, bằng một sự trách nhiệm, thì chắc chắn một điều đó nó sẽ rất là chậm, nhưng mà mình đi đến đâu nó chắc đến đó, đúng không? Mình làm tới khách hàng nào nó chắc đến đó. Một khách hàng họ đã yêu quý và họ đã tin tưởng chúng ta rồi thì họ sẽ sử dụng trung thành với cái sản phẩm chúng ta. Bên cạnh đó họ sẽ giới thiệu và chia sẻ những người thân quen, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp của họ cho chúng ta nữa, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tăng trưởng lên từ đó, đúng không các anh chị? Và những cái đối tác và hợp tác chúng ta cũng vậy, đúng không? Họ được làm việc với một cái người tràn đầy một cái tình yêu thương, tràn đầy sự trách nhiệm, tràn đầy sự cống hiến, thì họ cũng sẽ muốn gắn kết ở lại với chúng ta lâu hơn. Họ sẽ tránh cái trường hợp là họ sẽ tìm đến một cái nơi khác, khi mà chúng ta đào tạo hỗ trợ họ giỏi rồi, họ sẽ tìm đến một cái nơi khác, họ sẽ đầu quân, đúng không ạ? Bởi vì ta thấy cũng rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Rồi ok, và ta xin nhắc lại, đây chính là những cái góc nhìn và những cái trải nghiệm của ta, nó không đúng và cũng ta nghĩ là không đúng và nó không sai. Tài không khuyên là các anh chị nên áp dụng cái cách của Tài. Nếu các anh chị cảm thấy nó phù hợp, nó hay thì các anh chị có thể áp dụng và có thể là chia sẻ cái video này đến với nhiều người hơn. Còn các anh chị có những cái góc nhìn, có những cái cách làm khác nó hay hơn, nó phù hợp hơn, thì các anh chị hãy comment ở phần bình luận để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi và học hỏi, để cho mọi người có những cái góc nhìn nó phong phú hơn, đúng các anh chị. Và các anh chị có thể là nhận theo nhiều cái video tiếp theo từ Tài bằng cách là các anh chị hãy ấn vào cái nút chuông ở kênh và đăng ký kênh để nhận những cái video sớm nhất từ Tài nhé. Còn bây giờ Tài xin chúc tất cả các anh chị có buổi tối thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những cái nội dung tiếp theo. Xin chào tất cả.